một máy bay Boeing của hãng hàng không Korean Air khởi hành từ Hàn Quốc đi Đài Loan đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi gặp sự cố nghiêm trọng khiến máy bay rơi gần 8.200m, làm nhiều người bị thương. Theo hãng thông tấn Yonhap, chiếc máy bay Boeing 737 Max 8 chở theo 125 hành khách khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon tới Đài Loan lúc 16 giờ 45 phút chiều ngày 22 tháng 6 theo giờ địa phương thì gặp sự cố. Sau khoảng 50 phút kể từ thời điểm cất cánh, khi di chuyển qua đảo Jeju nằm ở phía nam Hàn Quốc, phi hành đoàn đã phát hiện lỗi trong hệ thống điều áp. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc máy bay đã rơi gần 8.200m trong khoảng 15 phút. Sau đó, chiếc máy bay này buộc phải quay đầu trở lại sân bay quốc tế Incheon vào khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày. Trong đoạn video được hành khách ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, chiếc máy bay không ngừng rung chuyển, mặt nạ dưỡng khí được thả xuống từ trên trần. Hành khách trên chuyến bay cho biết sự cố khiến 15 hành khách bị tăng không khí và đau màng nhĩ khi chuyến bay hạ cánh. Còn theo đại diện Korean Air, có 17 hành khách đã được kiểm tra tại các cơ sở y tế và xuất viện sau đó, không có trường hợp bị thương nặng. Hiện hãng đang hợp tác đầy đủ với tất cả các cơ quan liên quan để xử lý tình huống xảy ra xung quanh vụ việc. Sau sự cố, hãng đã sắp xếp chuyến bay khác để hành khách tiếp tục hành trình tới Đài Loan. Hiện Korean Air đang điều tra nguyên nhân chính xác và có kế hoạch đưa máy bay đi bảo trì sau khi kiểm tra. Quý vị và các bạn đang theo dõi Y tế trong ngày trên VTC14. Thưa quý vị, người bị ngộ độc botulinum hay rắn độc cắn phải được điều trị bằng thuốc hiếm, nếu không tỷ lệ tử vong là rất cao. Tuy nhiên, các loại thuốc này lại rất khan hiếm, chỉ có số ít bệnh viện tuyến cuối mới chủ động tìm kiếm nhà sản xuất ở nước ngoài và chi số tiền lớn để mua dự trữ. Nhiều chuyên gia y tế cho rằng cần luật hóa các quy định về thuốc hiếm, nên có 3 trung tâm dự trữ thuốc hiếm đóng tại 3 miền của đất nước. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, thuốc hiếm trong hồi sức cấp cứu thường là các thuốc giải độc gồm huyết thanh kháng nọc rắn, thuốc giải độc cyanua. Tuy nhiên, điều khó khăn lớn nhất kéo dài nhiều năm nay đó là khi bệnh viện có thuốc hiếm nhưng chưa chắc đã dùng nên bị quá hạn sử dụng, buộc phải tiêu hủy. Do đó, cần có giải pháp để nguồn thuốc quý này phải được cung cấp ổn định. Trong khi đó, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, lãnh đạo bệnh viện này cho biết, về việc dự trữ, cơ số thuốc hiếm tại bệnh viện được tính toán dựa vào số bệnh nhân của năm trước cần dùng. Trong trường hợp bệnh viện sử dụng gần hết thì phải lên kế hoạch để mua thêm theo phương án gối đầu, tránh trường hợp có bệnh nhân cần dùng thuốc hiếm nhưng bệnh viện lại không có. Trước những khó khăn và vướng mắc trên, một số chuyên gia y tế cho rằng cần có những văn bản quy phạm pháp luật đề cập đến các vấn đề bao gồm nhận dạng và định danh thuốc hiếm, ai chịu trách nhiệm sản xuất, bảo quản và cung ứng các loại thuốc, giá cả như thế nào là phù hợp. Trước đó, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đề xuất cả nước nên có 3 trung tâm dự trữ thuốc hiếm đóng tại 3 miền để dễ dàng vận chuyển. Đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhi 11 tuổi bị nhiễm khuẩn biến chứng rất nặng. Trước đó, bệnh nhi bị nổi nhọt ở vùng gối kèm sốt cao. Người nhà bệnh nhân cho biết sau khi nổi nhọt ở vùng gối thì bệnh nhi bắt đầu có biểu hiện sốt cao, thở mệt. Tại bệnh viện địa phương, trẻ được chẩn đoán viêm phổi nặng, viêm mô tế bào, nhiễm khuẩn huyết. Bệnh nhi được điều trị kháng sinh, hỗ trợ hô hấp nhưng tình trạng không cải thiện và được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng lơ mơ, tím tái, suy hô hấp nặng, kèm trụy tim mạch. Ngay lập tức, bệnh nhi được đặt nội khí quản thở máy, truyền dịch chống sốc, dùng kháng sinh. Tuy nhiên, do tình trạng nặng, trẻ tiếp tục được chỉ định lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố. Sau 2 tháng điều trị, tình trạng của trẻ mới cải thiện và được xuất viện. Các bác sĩ cho biết nhiễm khuẩn huyết tụ cầu thường có đường vào từ da với các biểu hiện ban đầu là nhọt da, nhiễm trùng da, vết thương da mô mềm, viêm mô tế bào, viêm khớp. Khi vi khuẩn tụ cầu vào máu sẽ gây sốt cao, nhiễm khuẩn huyết và tổn thương nhiều cơ quan, gây viêm phổi hoại tử hoặc sốc nhiễm khuẩn với nhiều biến chứng, nguy cơ tử vong cao. Thưa quý vị và các bạn, nám sạm là tình trạng phổ biến đặc trưng bởi các mảng hoặc là đốm sắc tố màu nâu, đen. Đây là nỗi lo không của riêng ai, đặc biệt đối với trẻ em phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Qua thời gian, các nhà khoa học đã nghiên cứu ra công thức Thiobus với bộ 3 hoạt chất đến từ châu Âu giúp hỗ trợ trị nám trắng da hiệu quả. Đây được xem là bước tiến đột phá trong việc ứng dụng công nghệ cao để chăm sóc sắc đẹp.
Viên uống trị nám Nacodi được coi là phương pháp trị nám toàn diện nhờ sở hữu độc quyền công thức chứa siêu hoạt chất Hydroxytyrosol có trong thành phần Hetolite, đạt chứng nhận GRAS của tổ chức FDA Hoa Kỳ về khả năng phá vỡ cấu trúc sắc tố melanin, giúp trắng da và chống nhăn hiệu quả. Tôi rất ấn tượng với viên uống trị nám Nacodi vì đây là sản phẩm đầu tiên ứng dụng độc quyền công thức Tio Boost được nghiên cứu bởi các chuyên gia đầu ngành của châu Âu. Và công thức này là sự kết hợp rất độc đáo giữa bộ ba thành phần, đó là Hippolyte giúp cho khóa melanin, L-glutathione giúp cho làm trắng da và L-cysteine giúp tăng độ đàn hồi của da, hiện nay được coi là công thức mở nám sang da toàn diện và tốt nhất cho người nám sau sinh và nám lâu năm. Hiệu quả trị nám gấp 10 lần so với glutathione thông thường. Phải công nhận là mình thấy hiệu quả rõ rệt sau 7 ngày mọi người ạ. Phải nói là vượt mong đợi luôn. 7 ngày là mình sẽ thấy là da của mình sáng hơn hẳn và những cái vết nám nó không còn bị lan rộng ra. Sau 14 ngày thì những vết nám nó mờ đi, da của mình căng hơn. Và sau 21 ngày thì da của mình trắng sáng, bật lên gấp 2 lần nền da cũ. Và đến nay thì nám của mình đã mờ đến hơn 90% rồi. Và chia sẻ thật là dùng Nacodi rồi thì sẽ không muốn dùng sang một sản phẩm khác. Trung bình cứ 100 khách hàng thì có khoảng 85% người thấy hiệu quả mờ nám và căng bóng da ngay từ liệu trình đầu tiên. 75% người dùng cảm nhận nội tiết được điều hòa về trạng thái ổn định và cân bằng, hạn chế tình trạng bốc hỏa, mệt nhọc. Viên uống trị nám đã mang đến hiệu quả thực sự cho những người đang bị nám sau sinh, nám lâu năm và góp phần vào việc đẩy mạnh sử dụng các sản phẩm chất lượng, uy tín, nguồn gốc rõ ràng cũng như đẩy lùi những sản phẩm kém chất lượng. Hồi giữa tháng 6 năm 2024, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã bắt nhiều bác sĩ và Viện trưởng Viện phó Viện Pháp y Tâm thần Trung ương 2 Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau sự việc này, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương 2 Biên Hòa đã có văn bản gửi Bộ Y tế cho biết nhiều lãnh đạo viện bị bắt và bị triệu tập làm việc, không còn cán bộ làm việc. Mới đây, Bộ Y tế đã chính thức lên tiếng về vụ việc này. Trao đổi về việc nhiều cán bộ, nguyên cán bộ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương 2 bị cơ quan công an bắt giữ, triệu tập. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương 2 hay bất kỳ đơn vị nào thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế, xảy ra sự việc gì, Bộ Y tế đều phải có giải pháp ngay. Cụ thể, lãnh đạo Bộ Y tế đang làm việc với các viện về vấn đề này. Sự việc đang trong quá trình điều tra của Bộ Công an. Bộ Y tế sẽ cung cấp thông tin thêm khi có kết luận của cơ quan công an. Đây là viện với nhiệm vụ là giám định các cái trường hợp về liên quan đến bệnh về tâm thần và có liên quan đến các cái hồ sơ vụ án rồi các cái vấn đề liên quan đến pháp lý, chấn chỉnh tất cả các cơ sở về giám định pháp y, đặc biệt là pháp y tâm thần, để thông qua cái sự vụ này thì tăng cường nghiêm các cái giải pháp quản lý và các quy trình liên quan đến công tác giám định pháp y tâm thần. Thế và hôm nay thì đã có cái phần họp với các đơn vị pháp y tâm thần trên toàn quốc để có cái giải pháp hỗ trợ kịp thời cho viện giám định pháp y tâm thần Trung ương 2. Liên quan đến vụ bê bối với hàng loạt lãnh đạo Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa bị bắt, Bộ Y tế đề nghị rà soát công tác giám định pháp y tâm thần. Cụ thể, bộ này yêu cầu tăng cường quản lý, chỉ đạo trong lĩnh vực giám định pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh. Bộ đề nghị Thanh tra Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Cục Quản lý khám chữa bệnh, rà soát Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, 2, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trung tâm Pháp y Tâm thần các khu vực, thực hiện xong trước ngày 30 tháng 6. Đồng thời, Bộ Y tế sẽ rà soát, tiến hành thanh tra đột xuất ngay với các đơn vị có biểu hiện vi phạm trong giám định pháp y tâm thần và điều trị bắt buộc chữa bệnh, đồng thời hàng năm đưa nội dung này vào kế hoạch thanh tra trình Bộ Y tế xem xét quyết định. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng đề nghị các giám định viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định hiện hành.